Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình có một thau ba khía muối trộn rất là thơm ngon như thế này. Thì hôm nay thau ba khía muối này là phương pháp để kinh doanh của mình. Và mình đã trộn xong như thế này là một thau luôn, rất là thơm ngon. Và để trộn thành phần mà để trộn thành một cái thau ba khía như thế này như thế nào thì xin mời cả nhà hãy theo dõi hình ảnh nha. Và đây là những cái keo mà mình đã chuẩn bị sẵn để mình giao cho khách. Một thau này tuy là cái màu đỏ ớt rất là nhiều nhưng mà nó không có cay ha, không có cay. Khách ăn thì muốn ăn cay thì về lại thêm vào ha. Thì một keo như thế này là nửa ký ha. Sau đó mình sẽ đẩy một miếng nước vào cho khách ăn. Để làm cái món ba khía muối trộn chua ngọt thì nguyên liệu chính của mình ở đây đó là ba khía và một trái ớt chuông, 4 trái ớt chữ thiên, 2 củ tỏi, 1 trái khóm ha, và vậy cộng gao găm và đường cát. Bây giờ mình đi rửa hết tất cả các nguyên liệu của mình ở đây nha. Khóm mình mua về là mình rửa cho nó sạch ha, rồi mình để cho nó ráo nước. Trái ớt chuông này cũng vậy nữa, ớt chữ thiên cũng vậy, tất cả là mình phải đi rửa lại cho nó sạch. Và rau găm này thì có thay thế bằng rau quế nha, hoặc là mình không ăn tất cả cái rau mùa này thì mình bỏ qua loại rau này ha. Về phần ba khía ở đây thì mình cũng rửa luôn, ở đây là một cái rưỡi ba khía. Ba khía mình mua ở chợ hay ở nhà làm gì cũng được ha, trước khi qua sơ chế mình muốn ăn chế biến một món ăn thì mình phải rửa lại. Ba khía mùa này rất là ngon, con bự bự không nè. Và sự việc là ba khía cái nó nhiều ha. Để chọn ba khía thì trước tiên mình sẽ đi làm ba khía này ra ha. Ba khía mình tách ra làm đôi. Giờ mình lấy cái phần ở bên trong ba khía này ra đây ra. Giờ phần cái mai của nó thì mình cũng lấy ra luôn ha. Cái phần vú cua và cái miệng cua thì mình cũng lấy ra luôn. Lấy ra cho nó sạch như thế này ha. Cái chóp que ở dưới này nè, cái chóp nhọn dưới này á thì mình bỏ đi, mình lấy ra luôn. Sau đó mình tách ra từng que một. Cái càng nó to quá bự á thì mình bẻ ra làm đôi ha. Tương tự vậy thì những các con ba khía tiếp theo thì mình cũng làm y như vậy ha. Thì trước tiên mình cũng tách kia hết, bẻ hết cái thằng que này đi nè, cái chóp que nhọn đó đó mình bẻ ra hết luôn để cho nó đẹp hơn, mình đãi nguyên cũng được, nó không sao hết. Thì đây là cái cách mà mình cắt ba khía ra cũng rất là dễ ha. Thì như cái clip trước mình nói đó, ba khía, cách chọn ba khía thì có rất là nhiều cách chọn và nhiều cách làm khác nhau. Có người thì thích ăn trộn ha, có người thì không thích chọn đâu. Và đây là con ba khía cái đã ôm trứng nè, mình cắt, mình lấy cái phần trứng này lại ha.
Sau khi phần ba khía mình đã tách xong rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt chanh ra nha. Chanh á thì cả nhà lựa những cái trái chanh á, nó vỏ nó mỏng thôi thì nó rất là nhiều nước. Ở đây mình sử dụng là 4 trái chanh. Sau khi mình nặn hết 4 quả chanh rồi thì mình sẽ để đường vào ha. 4 quả chanh này nó rất là nhiều nước luôn. Thì mình để vào đây. 4 3 4 5 6 muỗng đường này là tương đương với là 120g. 120g đường ha. Sau đó mình quậy đều lên để cho cái phần đường này nó tan ra. Tiếp theo thì khóm. Một trái khóm này á thì mình bằm nhuyễn ra. Sau đó mình để vào trong cái thau bạc kiếm này. Mình bỏ cái phần cùi khóm nè. Cái phần ớt chua. Cái chuông này mình sắc lại nhỏ mình lại nha. Cái chuông bên trong nó có thêm cái trái nhỏ nữa nè cả nhà. Chuông này mình sắc mình bầm mạnh lại luôn nha cả nhà ơi. Đây là cái cách mà mình để kinh doanh bán, nhưng mà dành cho những người không ăn cay. Tại vì khi nào họ ăn cay á, khi người ta chịu nổi, mình làm gì ít cay á, thì khi nào người ta ăn cay thì người ta mua về á, người ta tự thêm phần ớt vô ha. Mình chỉ cần nêm gia vị cho nó vừa ăn thôi. Sau khi mình đã sắc ớt tỏi xong hết rồi ha, để bây giờ mình sẽ trộn đều lên cái phần đường với nước chanh nè, mình rưới đều lên. Đây là 4 trái ớt chữ thiên, là tỏi nè, ớt chuông,
mình trộn đều cái phần hỗn hợp này lên ha, cho nó ngấm vào ba khía. Đây là cái cách trộn ba khía để mình bán, mình kinh doanh ha. Rất là đơn giản nha. Rồi xong rồi, bây giờ mình nêm gia vị lại xem vừa ăn chưa nha. Nó đã vừa ăn rồi thì mình không có cần nêm thêm gì nữa nha. Thì nguyên liệu của mình chuẩn bị đó là chuẩn luôn rồi đó. Mình đã chia sẻ xong với cả nhà về cách trộn ba khía muối để kinh doanh như thế nào cho nó ngon, mà nhìn ba khía của mình làm ra nó sạch đẹp hơn. Thì bây giờ mình chia sẻ xong rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các clip sau nha.